Wow, wow. Ai vậy? Khách VIP đấy nhỉ? Xin chào. Ô, ở ngoài Bắc mà. Mới vào xong. Mới vào thế thao này đâu đây? Ủa? Vừa đấy, vừa xuống sân bay, ông chú ông giao xe ra lấy luôn trong phóng về bãi đấy. Con này nó có nghĩa là vừa mua ở sân bay không? Thì hẹn trước rồi, hẹn là xuống sân bay bắt đầu là ông chú ông giao ra cổng sân bay cho mình lấy ra ký giấy ông phóng về đây luôn đấy. Con này là con gì nhỉ? Nhìn nó lạ đấy nhỉ? Mercedes S550, xe mua chính chủ luôn đấy. S550? À. Bây giờ mình cũng là buôn dòng này đâu mà toàn tiền tỷ bây giờ. Con này nó đẳng cấp luôn ông. Bao tiền? Con này giá rẻ chưa đến 500. Chưa đến 500 á? À. Ủa. Vừa lấy vừa xuống đây xong rồi, con này đẹp miễn bàn luôn. Trông nhìn như kiểu Maybach vậy. Con này thì là Mercedes thì nó là đẳng cấp quốc tế rồi. Bây giờ thì bê hơn chưa đến 500 bằng con Toyota Vios thôi, tội được gì không mua. Tôi phải xem giấy tờ kỹ vào chứ Mercedes 550 tôi nghe chỉ có mấy tỷ thôi chứ giờ chỉ có 400 mấy là tôi cẩn thận ông là xe tàu đấy hoặc là xe không giấy tờ đấy. Tôi mua chính chủ luôn. Ủy quyền chưa? Ủy quyền chính chủ với tên tôi. Ông nặng cậu lắm. Mà ngày xưa người ta mua mấy tỷ à, gần chục tỷ, bây giờ có mấy trăm, tội gì mình không mua. Đúng rồi. Mua cái gì đâu, kể cả mình để đi cũng không được. Cửa nó sao? Cửa nó tự hít. Có lâm châm. Cửa hít có lâm châm. Có lâm châm. Hay dạ. Để tôi đánh gọn mà. S550 con này nó cực kỳ dài phết nhỉ, đến tháng 8 năm 2023 cơ. Nó cực kỳ đẳng cấp, để tôi đánh gọn là sao. Nhưng mà xe này tôi để luôn ở đây ấy. Có khách thì bán thôi, chứ không đánh ra ngoài Bắc đâu. Nhưng mà con này có giảm sóc bông hơi không? Nó đầy đủ, đã gọi là mẹ S. Có lần hạ gầm không? Nó không thiếu cái gì đâu. Mẹ S550 nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc hay ở Đức? Rồi ông có khách ông giới thiệu tôi con này cái mẹ S550 nhá. Nhưng sản xuất ở đâu? Sản xuất ở bên Đức. Sản xuất bên Đức ấy. Nhưng mà tóm lại là bao tiền thì từ nãy giờ vẫn chưa nghe giá. À 2007 tôi con này nếu mà có khách là bán khoảng tầm 470 mấy triệu, gần 500. 470 mấy triệu, gần 500. À đỗ gọn đây nếu có khách thì tôi rất là anh con này nó anh cứ đỗ nó ở chỗ nào gọn gọn mà không may là chó nó đái vào lốp xe hay là xe nào nó xước xác thì em không tiền đền thôi kìa. Thôi đỗ tạm đây á, không nếu mà trong khoảng tháng mà không bán được là tôi chuyển ra ngoài Bắc lo gì. Ừ. Anh đỗ gọn đấy rồi em với nhá, để tối em niêm phong lại. Ui thục chất đấy. Được đấy.